Haaland lại ghi cú đúp cho Man City. Tiền đạo Erling Haaland gấp 2 bàn khi Man City hạ Brighton 3-1 ở vòng 13 ngoại hạng Anh tối ngày 22 tháng 10. Trực diện, nhanh và mạnh mẽ hơn là mục tiêu mà huấn luyện viên Pep Guardiola và Man City hướng đến khi chi 63 triệu đô la Mỹ rước Haaland về từ Dortmund hè vừa qua. Và trung phong người Na Uy tiếp tục chứng tỏ anh đáp ứng mục tiêu ấy một cách hoàn hảo trong tình huống mở tỷ số ở phút 22 trận thắng Brighton. Đó là pha làm bàn hội tụ đủ cả 3 yếu tố kể trên. Từ cú phát bóng dài bổng của thủ môn Ederson, Haaland di chuyển thông minh và tăng tốc phá bẫy việt vị. Dùng ngực đỡ trái bóng vừa đập đất nảy lên đồng thời loại luôn Robert Sanchez, thủ môn khách băng ra hồng bắt bài. Trên đà băng xuống, tiền đạo Man City tì đèn ngã luôn cả trung vệ Adam Webster, rồi dễ dàng kết thúc chéo góc vào cầu môn bỏ trống. Với pha làm bàn kể trên, Haaland là cầu thủ Man City đầu tiên ghi bàn liền 7 trận sân nhà trên mọi đấu trường từ sau Sergio Aguero hồi tháng 2 năm 2018. Tính riêng tại ngoại hạng Anh mùa này, đây là bàn thứ 16 của tiền đạo Na Uy, chiếm 2/3 tổng số bàn đội ghi được, 24 bàn. Man City mới đá 11 trận mùa này, nhưng Haaland đã vượt thành tích 15 bàn của Kevin De Bruyne, người ghi bàn nhiều nhất đội tại ngoại hạng Anh trong cả mùa trước. Không dừng lại ở đó, đến phút 41, sau khi VAR vào cuộc, xác định Louis Dunn phạm lỗi với Bernardo Silva trong vòng cấm, Haaland nhận luôn trọng trách đá phạt đền. Anh dễ dàng đánh lưa áp thủ môn Sanchez bằng cú đá căng chìm vào góc phải, để nhân đôi cách biệt. Đây là bàn 23 của Haaland cho Man City trên mọi đấu trường và là bàn thứ 17 tại ngoại hạng Anh. Nhờ cú đúp của Haaland, Man City dẫn 2-0 khi vào giải lao. Lúc này, đội chủ sân Etihad được máy tính dự đoán có đến 98.5% cơ hội thắng trận, khả năng hòa lúc này là 1.3%, trong khi cơ hội để Brighton gây bất ngờ chỉ là 0.2%. Tuy nhiên, Guardiola vẫn tỏ ra không vui. Man City chỉ cầm bóng 55% và dứt điểm cả thảy 4 lần trong hiệp đầu. Ngoài hai tình huống làm bàn của Haaland, nhà đương kim vô địch hầu như không để lại dấu ấn tích cực. Brighton dưới cơ, nhưng trừ hai tình huống mắc lỗi dẫn tới bàn thua, đội quân của huấn luyện viên De Gea đã tự tin. Thậm chí, đôi lần họ khiến Man City giật mình thon thót với các tình huống Danny Welbeck hỏng ăn ở các phút 12 rồi 38. Từ những dấu hiệu cảnh báo rất rõ ràng đó, đội khách đã chứng tỏ độ khó lường với bàn rút ngắn cách biệt còn 1-2 ở phút 53. Lối chơi pressing tầm cao mà huấn luyện viên De Gea xây dựng phát huy hiệu quả khi Lindro Trossard áp sát rất nhanh để cướp bóng trong pha phối hợp Laporte, Akanji ở gần vòng tròn giữa sân. Cầu thủ Brighton này sau đó đẩy xuống biên cho Solimac lao xuống, rồi nhận lại đường truyền ngược của đồng đội. Trước khi nã đại bác từ mét 16m50 vào góc gần, hạ Ederson. Lên tinh thần, Brighton khiến Man City gặp nhiều khó khăn trong ít phút tiếp theo. Nhưng một lần nữa, khác biệt đẳng cấp giữa hai đội được thể hiện qua khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Phút 75, nhận bóng từ Bernardo Silva. De Bruyne đỡ một nhịp, rồi sút xa mà không cần lấy đà, găm bóng vào góc cao phía xa cầu môn, khiến Sanchez chỉ biết bay người trong vô vọng. Tuyệt phẩm của De Bruyne gần như kết liễu hy vọng kiếm điểm từ phía Brighton. Guardiola cũng giữ chân cho Haaland khi rút anh khỏi sân từ phút 80. 3 điểm giành được trận này giúp Man City thu hẹp cách biệt xuống còn 1 điểm trước khi Arsenal đá vòng 13, làm khách của Southampton ngày mai. Sau trận này, Man City sẽ sang Đức làm khách của Dortmund ở lượt 5 bảng D Champions League ngày 25 tháng 10, rồi về lại ngoại hạng Anh đá vòng 14 trên sân Leicester City ngày 29 tháng 10. Đội hình thi đấu: Man City, Ederson, Akanji, Diaz, Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Madrid, Foden 61, Grealish, Palmer 77, Haaland, Alvarez 80. Dự bị không sử dụng: Ortega Moreno, Stoner, Eker, Gundogan, Gomer, Lugic. Brighton: Sanchez, Webster, Dunn, Mac, McAllister, Saminento 87. Trossard, Rose, Jinmu 87, Leilana, Lamptey 45, Welbeck, Undav 78, Caicedo, Venman, Esupin 66. Dự bị: Steele, Colin, Enciso, Van Hek,